Đàm xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi Phong thủy Tam Nguyên. Lời đầu tiên cho phép Diện Đàm gửi tới tất cả quý cô chú anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe và quý cô chú anh chị thân mến. Hiện tại thì đang là vào những tháng cuối cùng của năm 2020 rồi và mình tin rằng thời điểm này chính là lúc mà tất cả mọi người đều rất quan tâm đến vấn đề xây nhà dựng cửa đúng không nào? Và cũng có rất là nhiều những câu hỏi được gửi về cho Phong thủy Tam Nguyên về những lưu ý khi mà chúng ta làm nhà, hay là một vài những cái kiến thức, những cái chia sẻ để khi mà cái việc làm nhà được diễn ra một cách thuận lợi nhất. Chính vì vậy nên là ngày hôm nay Phong thủy Tam Nguyên sẽ cùng đưa tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đi khám phá về chủ đề này kỹ hơn, và đặc biệt đó là về những lỗi sai hay là một vài những cái lưu ý mà chúng ta cần phải quan tâm khi mà chúng ta xây nhà dựng cửa quý vị nhé. Và tất nhiên rồi, một vị khách mời của Phong thủy Tam Nguyên vô cùng đặc biệt mà đang được rất là nhiều người mong đợi. Xin được giới thiệu thầy Phong thủy Tam Nguyên. Xin chào, chào các bạn. Vâng, em chào thầy ạ. Thưa thầy, một vài những cái video lần trước thì em cũng có dịp để ngồi nói chuyện với thầy về cưới hỏi này, hay là về một vài những cái lưu ý khi mà chúng ta thuê nhà. Và cũng từ những cái video đó nên là có rất là nhiều bạn khán giả gửi câu hỏi về cho chương trình, muốn là được giải đáp thêm nữa về những cái lưu ý khi mà mình xây cất nhà cửa ấy ạ. Và cụ thể ngày hôm nay thì chúng em rất là mong muốn để thầy có thể chia sẻ rõ hơn về những cái lưu ý, đặc biệt là đối với các nhà ống ạ. Trước hết chúng ta cần nói về cái yếu tố liên quan đến phong thủy. Thì cho tôi gửi lời cảm ơn cũng như là lời chào đến tất cả các quý anh chị và các bạn đã luôn theo dõi cũng như là chia sẻ cái kênh chia sẻ kiến thức của Phong thủy Tam Nguyên. Thì chúng ta hôm nay là chủ đề chúng ta là cái nhà ống, đúng không ạ? Thì chúng ta trước hết nói về cái nhà ống, chúng ta định nghĩa thế nào là nhà ống đó. Tất cả những cái nhà mà có cái mặt tiền nó rơi vào, tức là nhỏ hơn 5 mét, theo định nghĩa từ nhỏ hơn 5 mét, như theo người Phong thủy Tam Nguyên, nó tại vì 3 mét thì bắt đầu mới cấp phép xây dựng mà. Vâng. Từ 3-5 mét thì gọi chung là những cái nhà ống. Vâng. Thực ra thì mình cũng có thể hiểu nôm na cái trường hợp này như là trường hợp người ta gọi đây là cái nhà phố. Vâng. Mình cũng có thể hiểu được phố diện tích ít gọi là nhà ống hay nhà phố, hay kể cả những cái nhà như là gọi là shop house, tức là những cái nhà kể cả mặt tiền nó lên đến 6 mét đi. Thì người ta vẫn gọi chung là cái lối chung nhà ống. Tuy nhiên thì cái nhà ống mà chúng ta hay mà thường xuyên tiếp cận vào ấy, tức là cái đoạn mà từ 3 cho đến 5 mét, đến 5 mét rưỡi là chúng ta là nó chiều rộng mặt tiền. Còn cái chiều sâu vào thì nó tùy. Nó tùy thì có thể rơi vào từ 8 cho đến 15 mét, có thể 20 mét. Thì nó tùy theo những cái căn nhà. Thì đối với cả một cái nhà ống ấy, thì thực tế thì nếu như mà chúng ta có xét yếu tố phong thủy trong một cái nhà ống ấy, thì chúng ta cũng không có xét được nhiều thứ. Không xét được nhiều thứ, bởi vì thực tế là anh chị chỉ chốt lại là nếu như mặt tiền 4 mét mà dài khoảng 15 mét đi, là 6 mét vuông đi, thì chỉ là để thang đâu thôi. Và thang đâu thì cũng chỉ có 2 phương án, đúng không ạ? Một là đằng trước, một là bên trái, 2 bên phải. Vậy thì đúng không ạ? Chỉ bên trái, 2 bên phải thôi. Như vậy thì tôi cũng từ cái này thì tôi cũng sẽ chia sẻ với anh chị cái cách để mà anh chị xác định. Thì nói về một cái nhà ống là chúng ta sẽ nói về 3 yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất là người ta sẽ nói về cái đại môn. Tức là cửa chính đúng không? Hay là cái cửa chính. Vâng. Thông thường ấy là cái nhà ống nó rất hay là bước chân phát xuống đường. Đúng rồi. Bước chân phát xuống đường là cái cửa, là cái đầu tiên mà mọi người từ đại môn bước cái là xuống đường. Vâng. Đó. Là ra ngoài đường luôn. Hay là ra ngoài sân luôn. Cho nên là nghe là thông thường là anh chị hay bị cái lỗi đầu tiên, đó là cái lỗi mà hay để kết hợp giữa cái phòng khách với cả chỗ để xe. Đúng rồi. Đúng không? Tức là vào phát là để xe luôn ngay trong phòng khách ấy. Tức là ngồi tiếp khách trong nhà buổi tối á, thì là có cái xe máy ở bên trong. Đây là nhiều nhà mắc phải đấy ạ. Rất là nhiều nhà mắc phải đó. Cái thứ hai nữa là khi mà để lẫn không gian như thế rồi, thì lẫn không gian giữa cái chỗ để giày dép với chỗ để xe và phòng khách. Đúng không ạ? Đôi khi là vì diện tích nó quá bé ạ. Chưa nói về diện tích quá bé, đấy là do lỗi của thiết kế. Đấy là do lỗi của chúng tính toán từ đầu. Thứ nhất chúng ta định nghĩa này, cái nhà ống ấy nó bị trực khí. Bất kỳ một không gian nhà nào, dù là nhà ống hay biệt thự hay nhà chung cư, thì người ta cần phải có một không gian gọi là đệm khí. Đệm khí bên ngoài là động, trong nhà là tĩnh. Thì chúng ta chuyển đột ngột vào thì không gian đấy gọi là huyền quan. Thì cái giống như là chúng ta có cái cổ họng này này. Cái cổ họng của chúng ta này nó giống như là cái huyền quan á. Cho nên ra là nó phải có một không gian gọi là không gian đệm. Thì bất kỳ một nhà ống nào dù chật dù hẹp dù thế nào cũng phải cố gắng thiết kế được cái chỗ huyền quan. Nhỏ thì cũng phải tầm 2m2, nhỏ là 1m8 để vừa một cái xe.
nếu như chị đi xe máy, đúng không ạ? Sau cái nhà, sau khi cái không gian đấy xong thì sau đến cái không gian thứ hai, cái không gian bình thường, tức là phòng khách, đúng không ạ? Thì trong nhà là dứt khoát phải có phòng khách. Nhiều nhà thì làm cái nhà ống xong đầu là do là tầng một để xe, cho nên vứt luôn cái phòng khách đi, trong nhà là không có phòng khách. Thì trong nhà mà không có phòng khách thì lấy đâu ra bình đường, không bình đường thì lấy đâu ra chiêu quý nhân, không quý nhân lấy đâu ra tài lộc, lấy đâu ra cơ hội. Tức là anh chị chẳng bao giờ muốn tiếp khách ở nhà, lấy đâu ra khách. Và nhà em làm gì cũng chả có khách mấy nên em không có nhu cầu. Không cần nữa. Bây giờ ông có phòng khách đâu rồi khách. Chính ông thử có phòng khách xem. Ta sẽ có khách đến. Thì ông sẽ có khách đến, nhưng không có phòng khách thì chắc chắn là không có khách. Đúng không ạ? Cho nên thành ra là ở đây là cái, tôi nói cái đoạn này nên thành ra là khi mà thiết kế cái đại môn á, là anh chị lưu ý đối với nhà ống á, là cái khu vực để xe, rồi sau đó đến cái khu vực phòng khách có thể là một bậc lên, tùy diện tích có thể là ba bậc lên, nhưng mà tạo một không gian gọi là huyền quan ở đằng trước để chúng ta vừa tác dụng để né sát, quan trọng nhất là né sát. Có cái huyền quan trong nhà mà trong nhà chẳng may mà phạm vào những cái sát khí cho phong thủy xử lý hay hóa giải rất dễ. Không có huyền quan cận ra bên ngoài là vứt đi rồi. Mà xã hội càng ngày càng văn minh, càng ngày càng tân tiến, không có phải là dí hết đường nhà ta thòi hết ngoài đường mà là được đâu. Mà là được đâu. Cái điều thứ hai vẫn đang nói về mặt tiền nữa, đó là cái việc mà ban công. Nếu đã không làm ban công thì thôi, mà đã làm ban công thì ra cái ban công, đừng có mở mỗi cửa ra đứng người chả đứng được. Thế mở làm cái gì? À, bừa để bẫy bụi, để bẫy cái bụi thì đường mà nhà mặt đường mà thì nó bụi, nó vào thì nó bẫy, nó bám vào cửa mới là nó bám lên sàn, mới là bám vào cây cối cho nó, đúng không ạ? Cho nó bẫy bụi, để bẫy bụi vào đấy thì để cho nhà nó tăng thêm ám khí ấy, để mua bệnh vào người ấy. À, thì cần gì nữa? Thì là làm đúng không ạ? Tại sao không phải làm vuông ra? Đàn đã thích làm ban công thì làm luôn cả một dãy, làm hẳn 1m2 ra, đủ để người đứng, đủ để kê được cái bàn nhỏ bên ngoài đi. Đúng không ạ? Không thôi. Là ban công làm gì? Có nhà bớt lại cái ban công được chưa được 1m2. Đúng không ạ? Xong rồi anh chị, cái chị để nhìn mà xem. Xong rồi nhìn từ lan can, nhìn đến cái cửa, nhìn đến cái khóa, nhìn đến cái cây, cơ man nào là bụi, chưa kể ông đậu vật, ni lông còn rác, còn thuốc lá rất bầy gì đấy luôn. Đúng không ạ? Thế thì lấy đâu ra? Mà nhìn thấy còn bị khuyết cái nhà nữa. Như vậy là chúng ta cần phải xây đúng các rộng rãi, đúng không ạ? Nên là gì? Cố gắng là xây cái nhà làm sao nó phải vuông vắn viên cách. Vuông vắn viên cách. Đó. Cái lỗi của cái nhà ống hay gặp mới là cái lỗi thứ hai, tôi nói lên cái lỗi huyền quan, huyền quan xong đến cái lỗi cuối thang. Tức là như này. Tức là cái nói này, cực chẳng đã thì người ta mới phải cực chẳng đã, người ta mới phải làm cái nhà lệch tầng. Đây các bố thì cứ thấy, các bạn thì cứ thấy thích một cái thôi. Đúng không ạ? Là đến cái nhà là bắt đầu là đa số là cứ thấy nhà người ta làm lệch tầng thì thấy cái thang là diễn diễn, thì là vào nhà lên thấy phòng khách rồi đi các phòng thấy đẹp đẹp, thường thấy cái thang tiếng trời thông thoáng. Thực ra có rất nhiều giải pháp thiết kế để làm cho cái thang này thoáng nếu đủ diện tích. Khi chúng ta làm nhà lệch tầng á thì cái sàn của tầng nó đâm vào sàn của tầng kia, cái sàn của tầng phòng khách nó cắt vào sàn phòng ngủ, cắt vào phòng thờ, nó cắt theo chiều lệch như thế này thì không khác gì là cái giường nó bị các cái sàn cắt ngang qua người. Mà bên trên thì thầy tôi nói bảo không khéo, không giống như cái người cắt cái đầu ấy. Tức là nó không tốt. Nó không cắt, nó không tốt. Và thứ hai nữa là tất cả những cái nhà lệch tầng thì hay có xu hướng là bước ra khỏi cửa, đi hai bước là cái thang nó lao xuống. Đúng rồi. Đôi khi rất sợ. Là nó rất dễ bị tai nạn. Đúng. Và khí ở trong người già và trẻ em. Khí ở trong nhà thì không tốt. Người già trẻ em là nhà lệch tầng là dễ bị tai nạn. Cho nên là cái tướng của nó là dễ tai nạn. Cho nên cái người đấy không tai nạn trong nhà mà bên ngoài cũng tai nạn luôn. Vì nó là tượng, tại thiên thành tượng, tại địa thành hình mà. Đó. Thứ nữa là đối với nhà lệch tầng là cứ bước ra ngoài là khí nó bị lao xuống, nó gọi là bị thoái khí. Cho nên là nó cũng không được cát. Cho nên là anh chị tùy vào diện tích cực chẳng đã. Anh chị không mua diện tích giả sử mặt tiền anh chị 3m, anh chị mà diện tích chị quá ngắn, anh chị phải dùng tầng lệch để anh chị trốn cái nhà vệ sinh, anh chị lách vào cái khe thang thì đã đành. Có những cái nhà tôi thấy mặt tiền 5m, 5m rưỡi cũng làm lệch tầng, làm gì? Thích làm hẳn thông tầng, tức là minh đường thanh thang rộng rãi, tụ khí thâu tài, đúng không ạ? Và những cái lỗi mà một cái lỗi nhỏ nhỏ hơn nữa đó là cái việc mà anh chị hay để cái nhà vệ sinh ở cuối cùng trong nhà. Cuối cùng trong nhà, cái điểm cuối cùng của nhà thông thường thì đi kèm theo cái bể phốt luôn. Thực ra những cái nhà rộng 3m, 3m rưỡi thì thôi chịu, chả cách nào khác.
đúng không ạ? Nhưng mà những cái nhà nào mà tôi chấp nhận là những cái nhà nào mà nó 4m, 5m thì chả tôi gì. Mà anh chị hay để cái nhà vệ sinh ở sau nhà, thì cái điểm sau nhà là cái điểm lấy khí vào. Nhớ cái điểm sau nhà là điểm lấy khí vào, trừ có hướng Tây Nam thôi, còn rất rất nhiều hướng khác người ta đều lấy giếng trời đằng sau. Vì nhà ống hay không có giếng trời, mà đã mở giếng trời thì thường anh chị hay làm cái đường, cái cách là ở bên này là nhà vệ sinh, bên này là cái giếng trời. Thế là bao nhiêu cái khí từ trên nó hút xuống, hút quẩn vào nhà vệ sinh, nó đẩy qua bếp, đẩy tiếp ra phòng khách. Và thứ hai nữa là khách đến nhà, tôi đến nhà chơi đúng không? À, ví dụ như là tôi đến nhà chơi, hai anh chị ở nhà là hai vợ chồng đúng không? Tôi đến chơi với chồng chị đúng không? Nhà chị hôm nay chuẩn bị nấu cơm, nhà chị trong đấy đang rất tất bật để chị nấu cơm, nhưng mà tôi buồn đi vệ sinh. Thế là tôi phải đi một phát, đi qua nhà, đi qua thang, đi qua bếp, chui tụt từ bên trong và bước qua hết cả căn nhà. Bước qua mấy bà nữa. Ra hỗ trợ nhặt rau nữa chị, đúng không? Ông đừng biết đi vệ sinh được, xúm lại vòng ra, lúc sau lại ông gác lại đi vào, đúng không ạ? Nó hơi bất tiện ở cái điểm từ đấy, tức là khi mà là nó đi thẳng trong bếp nhà mình, đi xuyên qua, thì cái chuyện này cũng không phải là một chuyện cát. Tôi nói cái chuyện trước là chuyện trộn khí đã đành rồi, tôi nói cái chuyện tôi bảo thà để cái vệ sinh đi gầm thang còn hơn là dùi được sau nhà. Bà tí bảo là gần thang vào giữa nhà thì hiểu gì không? À, cái này lúc thiết kế phong thủy người ta đã tính rồi. Đó là cũng là một cái vị trí có thể đặt được. Đúng có thể đặt được có sao đâu. Không đặt đấy thì đặt đâu. Nhà ống thì bây giờ muốn cho nó khỏi đặt đấy thì mua 1000 mét đất vẽ thiết kế kiểu gì là được. Chấp nhận đúng không ạ? Thì phải chấn, phải hóa giải. Thì chúng ta muốn nói về phong thủy, chúng ta cần phải nói về cái công năng tiện ích. Nó thực sự là nó hài hòa, nó phù hợp với cả thói quen, phù hợp với văn hóa, phù hợp với thẩm mỹ, rồi phù hợp với cả cái nếp sống và cái gu cũng như là cái thẩm mỹ của xã hội hiện đại. Thì người ta mới nói đến cái phong thủy. Tức là nó là phù hợp với nhu cầu. Nó phải phù hợp với cái nhu cầu đã, đúng không ạ? Thì nhiều người bảo nhà tôi chả bao giờ có khách. Khi mà chúng ta chỉ cần nghĩ cái khái niệm trong đầu là nhà chúng ta không bao giờ có khách, hoặc có khách thì tiếp bên ngoài. Tự mình đang mất đi cái. Mình đã mất đi những cái cơ hội. Mình đã mất đi cái cơ hội tiếp khách lần đâu. Cho nên ra là tôi đang nói hôm nay tôi nói tổng kết nhẹ. Tôi đã tổng kết nhẹ. Chứ nếu để mà tôi mà ngồi tôi mà tả cho những cái nhà ống mà tôi đã từng đi, nó có lỗi thôi. Chắc là đến khoảng tầm ít nhất là khoảng 50 cái lỗi. Anh chị nói đến đâu cũng chỉ cho anh chị lỗi về cái phần thiết kế. Bởi vì là nhiều khi là kiến trúc sư cái bản. Thực ra kiến trúc sư là thằng ẩu đầu tiên nếu cái nhà đều kiến trúc. Thứ hai là tay thợ xây làm bao nhiêu cái nhà rồi mà không khuyên được gia chủ. Đôi khi là nhắm mắt cho qua đấy. Không phải nhắm mắt cho qua mà là không hẳn nhắm mắt cho qua luôn. Không có kiến thức. Mà là cái ông đấy là làm là không có tâm. Không để cái tâm, tức là để cái ý, cái mong muốn của mình vào để làm tốt cho gia chủ, làm cho nó xong. Nó không làm như thế là do cái thằng ông thợ xây. Rồi do, và cũng bản thân là tiên sách kỷ thì không sách nhân. Từ trước là sách mình, sau là sách thiên hạ. Cũng do mình không chịu tham khảo, không chịu tìm hiểu. Tìm kiếm chuyên gia, hỏi chuyên gia cái đơn giản mà, cái gì đâu. Nên thành ra là nói về cái nhà ống thì nó còn rất nhiều những cái vấn đề và câu chuyện. Nhưng mà tôi đang điểm qua là ba cái tiêu chí như vậy, đúng không ạ? Còn hôm nào mà chúng ta lại nói về là những cái nhà mà bị vát cạnh ấy, cái nhà cạnh bị vát, tự nhiên cái nhà đang yên đang lành đang vuông như này, chẳng may mà đường nó lấy hoặc làm sao cái đường cắt vát như này là thôi cũng xây cái nhà vát, cái gia chủ cũng xây cái nhà vát này luôn, mấy ông bà cũng để cái nhà vệ sinh một chỗ vát luôn. Thì hỏi rằng là để nhà vệ sinh hình tam giác thì được không, nên không, đúng không? Thế là chúng ta sẽ nói những nhiều vấn đề đó. Có lẽ những cái vấn đề này thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện ở một số tiếp theo thầy nhé. Và vừa rồi thì thầy Tam Nguyên đã cùng với chúng ta đi qua những cái vấn đề mà Diệp Đàm nghĩ rằng sẽ được rất là nhiều người quan tâm. Và sau ngày hôm nay thì hy vọng rằng là quý gia chủ sẽ có thêm cho mình những cái lưu ý. Những nhà nào chưa kịp vào xây thì chúng ta có thể lưu tâm những cái lưu ý vừa rồi để tránh khỏi những cái vấn đề đó, và mang lại cho căn nhà của mình thật là nhiều vượng khí, giúp cho căn nhà có thêm tài lộc và công việc cũng như là cuộc sống được hanh thông hơn. Và chúng em cảm ơn thầy rất là nhiều ngày hôm nay đã đến đây ạ, và cùng với chúng em chia sẻ những cái kiến thức hữu ích này. Và nếu như mà những thông tin trên quý gia chủ thấy hữu ích thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Phong Thủy Tam Nguyên, cũng như là nhấn nút yêu thích và chia sẻ tới những người thân và bạn bè xung quanh để có cho mình thật là nhiều kiến thức hữu ích khi mà quyết định xây cất nhà hay là bất kể một cái vấn đề gì đó liên quan đến phong thủy nhé. Còn bây giờ, Diện Đàm và thầy Phong Thủy Tam Nguyên xin được nói một lời cảm ơn, lời chào và hẹn gặp lại tất cả quý gia chú, anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.